Xin chào. Làm bong bóng khổng lồ đi. Được. Cái gì? Không đời nào. À hả? 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 Tôi hiếp. Ok. Tiên chất nhờn. Wow. Cô có thể dạy cách làm chất nhờn đó. Yeah. Đến đây. Wow. Wow. Giờ cô sẽ dạy cách làm chất nhờn nha. Yeah. Yeah. Wow, chất nhờn trơn quá nè. Chất nhờn đẹp quá đi nè. Wow, hay quá nè. Thêm chút kim tuyến nữa đi. Được rồi. Wow. Mẹ ơi, cùng làm chất nhờn dài đi. Ừ, được thôi. Wow, chất nhờn ma quái dài quá đi. Tuyệt quá à. Cố lên. Đừng buồn, làm bánh chất nhờn đi nha. Thật hả? Yeah, làm thôi. Ồ, bánh. Bà rất thích bánh. Cùng nhau làm đi nha. Tôi hiếp. Cố lên. Được rồi, được rồi. Giờ cô sẽ chỉ cách làm bong bóng chất nhờn nha. Yeah. Oh yeah. Wow, đến con nha. Oh wow. Ba cũng muốn làm một cái nữa. Ok. Ủa, chất nhờn của ba bị làm sao vậy? Ba ơi, để con chỉ cho ba nè. Okay. Nữa nè, sao khó vậy? Không ba ơi, xem con kỹ nè ba. Ba làm bong bóng được rồi nè. Wow, nó đẹp và dai quá đi. Giờ thì cùng làm bánh thôi nào. Yeah. Yeah. Mọi người trang trí nha. Dạ được, cố lên. Wow. Phổ biến. Tôi hiếp. Tuyệt vời. Wow. Bánh của con đẹp quá à. Của ba nhìn rất là tuyệt luôn đó. Thử chạm vào bánh đi.
vậy đó. Wow. Không đời nào. Ôi con. Con, boss à, em làm cái gì vậy? Em muốn chơi nữa. Ok, chơi với cửa hàng kem đi. Đi đi nha, đi. Wow, ngon tuyệt hết. Wow, hay quá à. Tuyệt vời. Max à, chị đang làm kem cam nè. Wow. Em sẽ làm kem Việt Quốc đó. Ok. Wow. Kem kìa. Ba muốn ăn kem. Hả? Nhưng đó không phải kem thường nha. Ba muốn ăn kem, nhanh lên đi mà. Ôi không không, đừng có ăn mà, chất nhờn đó. Hả? Cái gì thế? Chơi với nó đi. Hay quá đi. Wow. Tôi hít. Wow. Wow. Kem tuyệt nhất luôn đó nha. Hay quá. Tuyệt quá đi. Wow. Wow. Có nhiều chất nhờn thú vị hơn nè. Bắp rang nữa nè. Wow. 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 Như bắp rang luôn nè. Nhưng đừng có ăn nha. Yeah. Hay quá. Wow, có con đang cười nè. Hay quá đi. À ha. Ồ, của mẹ đẹp quá đi nè. Đến ba nha. Tuyệt vời. Chấp nhận của con gái hay hơn. Không, con trai. Con gái làm đẹp hơn. Nè 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 nè. Không phải, con trai. Con gái. Con trai. Con gái. Con trai. Ồ, chơi thử thách chấp nhận đi ha. Yeah, xem thử ai giỏi hơn, con gái hay là con trai. Yeah. Yeah. Nhìn nè. À hả. Wow. To quá đi. Chà. Đưa đây, của ba. Không, của con mà. Không, không, không. Của con gái mà. Con lấy trước mà. Đưa đây đi. Cần thêm nữa. Của bên này. Trả không, đi. Trả đây. Không, trả đây. Không, đưa trả đây. Đây. Trả đây. Ừ, trả đây. Ồ, dừng lại. Cô có chất nhờn cho mọi người đây nè. Cái gì? Hãy xem ai có thể tạo ra bóng lớn hơn đây. Yeah, yeah, yeah. Chơi cho thôi. Cho mọi người thấy nè. Làm thôi nào. Ừ, cùng làm đi. Wow, wow. Bóng bóng lớn chưa nè. Tuyệt vời. Wow, yeah. Cái này lớn hơn đó. Chờ đó đi. Xem nè. Wow. Bong bóng khổng lồ nè.
Oh. Wow. Con muốn làm bóng to hơn nữa. Ok. Nè, cùng nhau làm bóng chất nhờn lớn và trốn ở trong đó đi ha. Cùng thử đi nào. Yeah. Sa Sa, con trước. Yeah. Cố lên. Wow. Yeah. Wow. Con ở trong bong bóng chất nhờn rồi nè. Yeah. Wow, con cũng muốn thử nữa. Wow. 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 Cùng làm thêm bong bóng chất nhờn nữa đi nào. Trong quả dưa hấu. Ba, hãy tham gia thử thách đi. Đi thôi. Anh.
ta sẽ xem. Nó thật co giãn. Chất dẻo bên này to hơn nè. Không có, không mọi người làm gì vậy? Tuyệt quá.